ấn vào quỹ mở thì chúng ta sẽ xem về quỹ mở trước là Open End Mutual Funds. Thì cái quỹ mở ấy là đặc điểm của nó ở đây là Purchase and Redeem Shares at NAV. Thì tức là mình là cá nhân ấy, mình có thể mua và hoàn lại các cái cổ phần của quỹ hay là cổ phiếu chứng chỉ quỹ đấy với cái mức giá phần cái này nó là net asset value. Đây, cô ghi vào đây để các bạn nhớ. Net asset value có nghĩa là tức là như này, tức là cái quỹ này thì họ sẽ huy động vốn bằng cách là phát hành cái chứng chỉ quỹ. Chứng chỉ quỹ thì người ta cũng gọi là cổ phần nhá, tại vì nó bản chất của nó cũng giống như là cổ phần của công ty, cổ phiếu công ty cổ phần thôi. Nó sẽ xác nhận là mình là một phần, là một chủ sở hữu của một phần cổ phần của cái công ty đó. Nó thì đối với cả cái quỹ đóng ấy, xin lỗi, đây là quỹ mở chứ, thì bạn có thể mua này và bạn có thể hoàn lại cái chứng chỉ quỹ đấy với cái giá giá ròng. Cái giá ròng này là như thế nào? Tức là người ta sẽ ví dụ như là tổng giá trị của cái quỹ đấy là XC và có N cổ phiếu hiện hành, thì cái XC trên N này sẽ là giá net asset value, tức là nó tính từ ban đầu và nó tính trên cái giá trị vốn góp ban đầu đó, thì cái giá trị này nó sẽ không thay đổi trong cái quá trình mà quỹ đầu tư họ thực hiện kinh doanh. Thế thì khi mà tôi là một nhà đầu tư ấy, thì tôi có thể mua cái cổ phiếu của công ty này với cái giá đấy, cái giá NAV này, và lúc bán ấy thì tôi cũng có thể bán lại cho chính cái cổ phiếu của cái cho chính cái công ty quản lý quỹ đấy cũng với giá NAV đó, tức là tóm lại là tôi có thể rút vốn. Như vậy thì đương nhiên là bạn sẽ mất phí nhá. Thế nhưng mà có nghĩa là lúc bạn thích thì bạn đầu tư vào, lúc mà không thích thì bạn rút ra, và cái số tiền bạn rút ra vẫn như là lúc ban đầu. Đó, thì đấy là quỹ mở, mở là ở cái khía cạnh đó. Cái này là bạn nhớ là đây là bạn mua và bán với chính cái công ty quản lý quỹ đấy nhá. Thế còn tẹo nữa mà mình học sang quỹ đóng ý, thì là bạn không mua hoặc là bán lại cái cổ phiếu cho chính công ty đấy. Xin lỗi, không bán lại. Nhưng bạn có thể bán lại trên thị trường. Đấy là hai cái việc khác nhau. Đặc điểm số 2 là the number of shares change with the purchase and redemptions. Tức là cái số lượng cổ phần của quỹ này, hay nói khác đi là số chứng chỉ quỹ, thì nó sẽ thay đổi tùy thuộc vào cái số lượng mà các cái nhà đầu tư họ mua hoặc là họ hoàn lại. Ok, tại vì ví dụ như phát hành ra 1 triệu cổ phiếu, xong rồi cô mua 10%, xong hôm sau cô hoàn lại, thì lúc cô mua 10% thì nó có 1 triệu cổ phần ở trên thị trường, nhưng mà lúc mà cô hoàn lại thì nó chỉ còn chấm 900.000 thôi, và người ta sẽ còn phải bán lại cho người khác nữa cái số cổ phiếu cô hoàn lại, thì nó mới lại đủ 1 triệu cổ phần đấy. Thì bạn hình dung là như vậy. Tiếp nữa là fees, nó sẽ tính cái phí, nó tính trên ongoing management, tức là nó tính trên cái chi phí bỏ ra để quản lý quỹ. Tại vì mỗi một cái quỹ này thì phải có một cái công ty quản lý quỹ, người ta thuê những cái người mà chuyên gia chuyên nghiệp ấy, trong quá trình trong lĩnh vực đầu tư, thì đương nhiên là phải trả lương cho họ và phải vận hành cái quỹ đấy, đúng không? Cho nên là phải trả phí, và cái phí này là nó hoàn toàn là cho cái việc là quản lý cái quỹ đầu tư đó. Nó có hai loại, người ta chia cái quỹ nó thành hai loại, quỹ đóng quỹ mở thành hai loại, một là load fund và no load funds. Cái load fund ấy là người ta sẽ trả những cái người tham gia cái gọi là upfront charge, redemption charge, hoặc là cả hai. Upfront charge có nghĩa là khi bạn tham gia ấy, là bạn tham gia quỹ là bạn sẽ phải trả cái phí này. Sau đó khi bạn hoàn lại cái tiền, cái chứng chỉ quỹ, tức là bạn muốn rút vốn, thì bạn cũng phải trả cái phí, cũng trả cái phí gọi là redemption charge. Hoặc là cũng có quỹ người ta thu loại cả hai cái loại phí này. Đó, thì cái phí này nó sẽ dùng để cover cái ở phía trên người ta ghi là ongoing management, và thường nó cũng khá là đáng kể các bạn nhé.
Đáng kể nguyên nhân là tại vì cái số tiền mà bạn rút ra này, nó y nguyên như cái số tiền mà bạn bỏ vào. Ok. Tiếp nữa là có loại khác người ta gọi là no load funds, thì người ta sẽ không trả cả hai loại phí này và người ta sẽ lấy cái một phần lãi của cái phần đầu tư ấy làm cái chi phí, làm cái nguồn cho cái phí mà ongoing management này này. Đó thì đấy là hai loại là load funds và no load funds. Tiếp các bạn sang cái loại quỹ số 2 là closed end mutual funds, hoặc là mình bỏ chữ end thì mình nói là closed mutual fund thì cũng được. Đấy là quỹ đóng. Thì quỹ đóng ấy, thì nó khác quỹ mở ở chỗ là khi mà mình đã mua ấy, thì mình sẽ không được hoàn lại cái chứng chỉ quỹ đấy cho chính cái công ty quản lý quỹ đấy. Ok. Thì cái đặc điểm đầu tiên của nó là fixed number of shares. Cái này giống như là công ty cổ phần đấy các bạn, tức là người ta đã phát hành ra, người ta dự tính là phát hành ra khoảng 10 triệu cổ phiếu, 10 triệu chứng chỉ quỹ thì nó cứ sẽ fix cái số đấy và người ta sẽ bán cái số đấy ra thị trường. Tiếp theo là, xin lỗi, người ta sẽ bán ra ngoài, có thể là ra thị trường theo kiểu là thị trường mở, hoặc là có thể là người ta sẽ gói gọn cái số người tham gia vào một cái nhóm đầu tư nhất định. Ví dụ như là chỉ các cái nhà đầu tư Nhật Bản thôi, hoặc là chỉ các nhà đầu tư của Ả Rập thôi. Tiếp theo là issues as IPO, tức là nó cũng phát hành cổ phần giống như là công ty cổ phần đấy, phát hành thông qua cái IPO là initial public offering. Initial public, cái này bạn nhớ public offering. Có vẻ biết lấy xấu nha. Ok. Đấy, thế thì đấy là cái lần đầu. Trade like shares of stock, commission and spread, margin and sorting. Tức là nó cũng, cái chứng chỉ quỹ này cũng được bán ở trên thị trường thứ cấp ấy, tức là sở giao dịch chứng khoán, y hệt như là một cái cổ phiếu thông thường. Rồi là khi bạn bán ấy thì, hay là bạn mua thì bạn cũng sẽ trả commission là phí hoa hồng cho thằng môi giới, rồi spread là bạn ăn chênh lệch, rồi là vân vân. Tiếp theo thì bạn sẽ phải cũng phải trả phí cho cái ongoing management, và tiếp nữa là market price can differ from NAV, tức là lúc mà bạn bán cái cổ phiếu, ví dụ chứng chỉ quỹ bạn muốn bán ấy, trên thị trường thì không nhất thiết là nó phải bằng cái NAV này. Tại vì cái NAV này nó dựa trên cái gọi là cái giá trị mang tính sổ sách thôi, và nó là cái cam kết của quỹ đóng đối với cả các nhà đầu xin lỗi quỹ mở thôi. Thế còn đây là quỹ đóng thì khi bạn mua bán ở trên thị trường thì cái giá nó sẽ dao động lung tung cả, và nó sẽ không 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 có gắn với cả cái NAV này đâu. Cái đặc trưng nữa là do not need to hold cash or sell share to meet redemptions as open and funds do. Có nghĩa là cái quỹ đóng này thì không cần phải giữ tiền mặt, hoặc là phải bán cái chứng chỉ quỹ để mà có tiền cho cái việc redemption của các cái nhà đầu tư, giống như là quỹ đóng. Thì cái quỹ đóng lúc trước thì các bạn nhớ là quỹ đóng nó cho, xin lỗi, quỹ mở chứ, quỹ mở nó cho phép là các nhà đầu tư có thể bán lại cái chứng chỉ quỹ cho cái công ty quản lý quỹ bất cứ lúc nào họ muốn, và cái giá bán sẽ là NAV. Lúc nào mà họ muốn muốn bán lại rút vốn thì là mình phải có tiền để mình trả. Cho nên là đối với cả các cái quỹ mở như vậy thì là luôn luôn họ phải holding cash, tức là họ phải có cái tiền dư thừa, tiền mặt, để chắc chắn là khi nào mà có một cái ông ấy rảnh, ông tự nhiên ông muốn rút ấy, là mình phải có tiền trả ông ấy luôn. Thế còn cái quỹ mở này thì xin lỗi, đây một cái nhầm hàng quỹ. Còn cái quỹ đóng này thì lại khác. Đóng này là tôi đã bán rồi, là coi như là ông đã đầu tư rồi, sau này ông muốn rút vốn là ông phải bán trên thị trường và tìm người mua, chứ còn tôi không có nghĩa vụ là phải mua lại các cái cổ phiếu mà ông đã mua của tôi đó. Cho nên là ở đây nó ghi là không phải holding cash, là vì thế. Đó thì đấy là cái sự khác biệt giữa quỹ đóng và quỹ mở. Bây giờ mình sẽ xem cái
các cái loại quỹ mà không phân chia theo kiểu đóng hay mở nữa, mà người ta phân chia theo một cái gọi là đối tượng mà mình đầu tư ấy, đối tượng cái quỹ nó đầu tư. Thì cái loại đầu tiên là money market funds, tức là cái quỹ đầu tư trên thị trường tiền tệ. Thì cái quỹ đầu tư này thì các nhà đầu tư sẽ góp tiền vào, sau đó thì họ chủ yếu là đầu tư về vàng này, về ngoại hối này, vân vân thế thôi, hoặc là các cái gọi là các cái chứng khoán ngắn hạn ấy. Thế còn cái loại khác nữa thì là chuyên đầu tư các cái trái phiếu, người ta gọi là bond funds. Thì các cái trái phiếu có đặc trưng là high yield, tức là cái mức sinh lời tốt này, global, tức là nó toàn cầu này. Ví dụ như ở Việt Nam, cái quỹ ở Việt Nam có thể sang mang ra mà mua cổ phiếu của chính xin lỗi trái phiếu của chính phủ Mỹ chẳng hạn, domestic government corporate long term short term tax exempt, etc. Cũng nghĩa là cũng có thể mua các loại cổ phiếu, các cái loại trái phiếu của nội địa này, cũng có thể mua trái phiếu chính phủ này, có thể mua trái phiếu công ty này ngắn hạn hay là dài hạn, rồi là những cái loại mà được miễn thuế gì vân vân. Đấy thì đấy là cái loại mà chuyên đầu tư vào các cái trái phiếu. Thì trên thế giới thì người ta tính là cái ông Trung Quốc ấy, là cái các cái quỹ đầu tư Trung Quốc là các cái quỹ mà chuyên đầu tư các cái trái phiếu của chính phủ, và đặc biệt là chính phủ Mỹ. Đấy cho nên là khi mà Mỹ có những cái động thái liên quan tới chiến tranh thương mại giữa hai quốc gia thì người ta cũng phải nhìn vào cái khối lượng giá trị mà các nhà đầu tư Trung Quốc đang nắm giữ về trái phiếu của Mỹ. Tiếp theo là cái quỹ đầu tư là stock funds, tức là chuyên đầu tư các cổ phiếu thôi. Thì nó có hai loại là actively managed funds, tức là các cái quỹ đầu tư cổ phiếu một cách chủ động. Ok. Và cái thứ hai là index funds, là đầu tư theo chỉ số. Thế thì đầu tư chủ động có nghĩa là gì? Là tôi tự tính toán các cái cổ phiếu riêng biệt, hay xong đấy thì tôi ghép danh mục đầu tư và tôi đầu tư một cách chủ động như vậy. Thế còn cái index funds là tôi cũng đầu tư cổ phiếu, nhưng mà tôi đầu tư theo cái chỉ số, có nghĩa là ví dụ tôi có một loạt các cái danh mục, một loạt các cái cổ phiếu mà tôi thấy là valuable, tức là đáng giá, sau tôi ghép vào với nhau và tôi tính một cái chỉ số chung cho tất cả các cái cổ phiếu mà tôi đã ghép đấy, và tôi cứ theo cái chỉ số đấy mà tôi đầu tư thôi, tăng lên hay giảm xuống như thế nào thì tôi sẽ quyết định là bán hay là mua. Đấy thì người ta gọi là index funds. Thì trong hai cái kiểu đầu tư này thì cái kiểu đầu tư chủ động, và cái dưới cũng có thể là gọi là đầu tư bị động nhé, thì cái đầu tư chủ động này bao giờ cũng khó hơn và rủi ro hơn này, là bởi vì mình sẽ cần phải gọi là đi trước thị trường ấy, giống như là mình phải phân tích thị trường, phân tích sản phẩm. Còn cái index fund này thì nó sẽ theo cái biến động của thị trường chung ấy, cho nên nó sẽ dễ hơn và cái chi phí nó cũng sẽ thấp hơn. Đó, đương nhiên là cái chi phí hay là cái rủi ro thì nó sẽ đi kèm với lại cái là sinh lời thôi. Và cuối cùng là balance funds, là cái loại hỗn hợp, có nghĩa là ở mỗi thứ một tí, một chút thì là bond, một chút thì là stock, một chút thì là money market security, vân vân. Đó thì đấy là cái cách phân loại số 2 của các cái quỹ đầu tư. Đến cái loại số 3 thì cô giới thiệu một cái quỹ đầu tư, nó gọi là exchange traded funds, tức là quỹ không rõ tiếng Việt gọi là gì nhỉ? Quỹ đầu tư hoán đổi à? Exchange, cô thử xem họ gọi gì nhá. Ok. Đâu, ok, họ gọi là quỹ đầu tư hoán đổi nha các bạn nhé. Hoặc là bạn giữ nguyên là exchange traded fund thì bạn sẽ viết tắt là ETF. Viết tắt là ETF. Thì đây là một cái
dạng đầu tư theo chỉ số. Đây này, nó là một cái dạng đầu tư theo chỉ số và nhìn chung là sẽ đầu tư các loại cổ phiếu, chính là cái loại mà lúc nãy các bạn vừa mới xem ở đây. Đây là cái loại này này. Đấy. Đó, thì cái quỹ đầu tư ETF là đây người ta ghi này, typically index fund, tức là thông thường thì nó là quỹ đầu tư theo chỉ số. Thứ hai là trade like shares of closed end funds, tức là cái chứng chỉ quỹ ETF này này nó sẽ được trao đổi mua bán ở trên thị trường giống như là cái quỹ đóng ấy. Tiếp theo nữa là can be shorted a margin, tức là cũng có thể thực hiện các cái nghiệp vụ như là bán sớm hoặc là nghiệp vụ gọi là margin ấy. Margin tức là đi vay để mà đầu tư ấy. Dividends typically paid out, tức là thông thường thì hàng kỳ người ta sẽ trả cái cổ tức cho các nhà đầu tư. In kind purchase and redemption keep market price close to NAV, tức là các cái loại mua và hoàn lại ở trong 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 cái quỹ này ấy. Tại vì trong quỹ này, trong cái chỉ số ETF này, nó sẽ có rất nhiều các cái cổ phiếu khác nhau, thì in kind purchase and redemption có nghĩa là cái hoán đổi của cái phần trong cái chứng chỉ cái quỹ ETF ấy, nó sẽ làm cho cái giá của cái chứng chỉ quỹ nó sẽ tương đối gần với cái NAV. Và cái này nó ghi là may have tax advantage over open end index funds, tức là có thể là có cái lợi thế về thuế so với lại cái các cái quỹ mà đầu tư theo chỉ số mà mở. Ok, cái này thì thông thường là nó sẽ hiểu là đóng nhé. Ok, cũng là quỹ đầu tư theo chỉ số nhưng mà là mở. Thì đây là một cái kiểu đầu tư khá là điển hình khi mà người ta thực hiện, khi các quỹ đầu tư thực hiện theo đầu tư theo chỉ số. Thì ở đây là một số các cái ví dụ về một số các cái quỹ ETF mà ở Việt Nam. Thì cái quỹ đầu tiên ấy, bạn sẽ nhìn tên nó là FTSE Việt Nam Index ETF. Đây là cái quỹ đầu tư hoán đổi, tên là FTSE. Và đây là cái quỹ ETF đầu tiên ở Việt Nam được thành lập bởi ngân hàng Đức Deutsche Bank AG năm 2008. Bây giờ là 2012, như vậy là nó là xin lỗi, năm 2021, nó vậy là 13 năm rồi đúng không? Và cái quỹ này có cái vốn ban đầu là 5,1 tỷ triệu đô la. 5,1 mà bạn nhân với 20 thì nó sẽ là 100 100 tỷ đồng Việt Nam. Ok, đấy là cái quy mô của một cái quỹ. Đương nhiên bây giờ nó cũng lớn lớn hơn rồi. 100 tỷ đồng. Ok, 100 tỷ đồng thì nó bằng cái gì? Nó bằng tầm một ngân hàng à? Không, nó sao bằng một ngân hàng 120.000. Ngân hàng phải là mấy nghìn, 20.000 tỷ hoặc 100.000 tỷ chứ. Cái này vẫn nhỏ. Tiếp theo này, cái nó theo cái gọi là FTSE Việt Nam Index này. FT tức là nó gồm có những cái chỉ số con này, tức là cái quỹ này này nó gồm có các chỉ con số con này, ví dụ như là MIMIC, FTSE Việt Nam Index này, hoặc là FTSE Việt Nam Index All Share Index này, hoặc là FTSE Việt Nam Index này. Và cái quỹ cái chỉ số FTSE Việt Nam Index thì nó sẽ có cái adding or removal criteria, tức là nó có cái tiêu chí để mà đưa thêm hoặc là loại bỏ một cái cổ phiếu nào trong cái quỹ này. Cái này nó ghi là not based on company fundamentals but market capitalization, liquidity and foreign investors room. Có nghĩa là cái việc đưa vào hay đưa ra thì thông thường là nó không phụ thuộc vào các cái đặc trưng cơ bản của cái công ty đấy đâu, mà nó phụ thuộc vào cái tỷ lệ mức độ vốn hóa trên thị trường này, tính thanh khoản của cái cổ phiếu. Thanh khoản có nghĩa là mình dễ mua dễ bán ấy,
và cái zoom đầu tư của vốn ngoại, có nghĩa là vẫn còn zoom, tại vì những cái chứng chỉ quỹ này thì thông thường là các nhà đầu tư bên ngoài họ sẽ đầu tư, chứ dân chứ nhà đầu tư Việt Nam thì cũng hạn chế thôi. Đó thì các bạn nhìn cái danh sách này thì đây là cái danh sách ban đầu nha các bạn nhé. Nó có 24 cổ phiếu. Đây cái mã cổ phiếu cụ thể. Thì các bạn có thể ngắm các cái mã này. Ví dụ như là VIC, VIC là cái đầu tiên đó. Thì nó là cổ phiếu của công ty Vingroup. Số 3 ấy là MSN, là tập đoàn Masan. Cái số 4 ấy là cổ phiếu của HAG, tức là Hoàng Anh. Tiếp theo là cổ phiếu của Vietcombank này, rồi Hòa Phát Group này, vân vân. Tóm lại là Kinh Đô Company này, PVF là dầu khí này, đấy vân vân. Thì tóm lại là cái cách mà người ta đưa một cái các cái cổ phiếu vào trong cái quỹ này ấy, thì bạn để ý xem, thứ nhất là nó khá là đa dạng về ngành nghề, đúng không? Thứ hai là đều là những cái cổ phiếu lớn đó. Thì tóm lại là những cái quỹ này là thường là những quỹ đầu tư lâu dài, họ sẽ chọn những cổ phiếu lớn và tốt và đảm bảo đa dạng, để đa dạng hóa cái danh mục đầu tư để giảm thiểu rủi ro. Bởi vì là như lúc trước mình nói thì cái portfolio investment, cái đặc trưng của nó là diversification đó. Thế nhưng mà các cái số cổ phiếu tham gia ở trong cái này thì nó sẽ một khoảng cứ nửa năm thì người ta sẽ, hoặc là tùy, nó cũng tùy theo cái diễn biến ở trên thị trường ấy, thì người ta sẽ xem xét lại. Người ta có thể đuổi ra mấy mã cổ phiếu và người ta lại cho vào mấy mã cổ phiếu đó. Thì ví dụ bây giờ mình có thể xem cái quỹ thôi rồi mình xem cái quỹ số 2, số 3 xong rồi mình sẽ search một thể. Cái quỹ số 2 nhá là Market Factor Việt Nam ETF, viết tắt là VNM, trông giống Vinamilk ấy, nhưng mà không phải nhá. Đây cũng là một cái quỹ ETF thôi, thì tên của nó là Market Vector Việt Nam thôi. Thì đây là cái quỹ được thành lập do cái công ty tên là VanEck Global, đây là cái công ty tài chính toàn cầu, và cái vốn đầu tư ban đầu ấy là 14 triệu đô, kém hơn cái quỹ kia. Quỹ này là 5, à cái này là 14 cơ mà, cái này là 5,1 chứ không phải 5,1, lớn hơn cái quỹ vừa rồi. Và nó cũng có cái chỉ số gọi là Mimic Vectors Việt Nam Index, gồm có 4 4 tài sản do gọi là gì đây, For Asset Management. Ok, đây là cái công ty, cũng là công ty của Đức, cho nên là cái quỹ này cũng được đầu ở gọi là cái GmbH này, là viết tắt của cái công ty gọi là giống như kiểu công ty trách nhiệm hữu hạn của mình ấy. Đấy, nhưng mà là ở Đức. Thì cái tiêu chí để đưa vào hoặc là remove ra các cái cổ phiếu thì giống như là cái quỹ FTSE Việt Nam Index thôi. Tức là họ cũng dựa vào, tức là không dựa nhiều vào cái bản chất cái fundamentals of index indicator from the company, but depends on the market capitalization, liquidity and the foreign investors room, đúng không? Ok. Thì cái quỹ này nó ban đầu nó cũng có 20 cổ phiếu. Đấy thì các bạn nhìn thấy cũng thấy là mấy cái cổ phiếu trên kia thấy cũng có vẻ như thằng nào nó cũng chọn, đúng không? Ví dụ VIX, hay là ví dụ như là Hoàng Anh Group, Hoàng Anh Gia Lai hay là gì đấy, vân vân. Và cái tỷ trọng của từng loại cổ phiếu ở trong cái này thì nó để như thế này. Thì ví dụ bạn thấy cái đầu tiên ấy là cái cao nhất là CTV. Là Ngân hàng Công Thương Việt Nam, là Vietinbank ấy, là cao nhất này. Xong rồi đến VIX này, rồi đến các cái công ty, các cái cổ phiếu khác, DPM, công ty phân bón và hóa chất dầu khí, tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí, ok.
Đó, tóm lại là nó cũng tương tự như cái trên nha, nhưng mà là một cái thằng khác đầu tư vậy thôi. Thế còn cái tiếp theo là cái MSCI Frontier Markets Index ETF. Thì cái cổ phiếu này nó mang tính chất quốc tế hơn một tí này. Thì nó gồm có 147 các cổ phiếu từ 25 thị trường mới nổi là Frontier Markets. Và Việt Nam thì là cái thị trường thứ tư của khu vực châu Á thì được đưa vào cái cổ phiếu này, của xin lỗi, vào cái danh mục của cái quỹ này. Và cái mã mà được chọn đấy là cái công ty khí đốt Việt Nam Gas. Đó thì cái quỹ này nhớ là nó gồm có nhiều cổ phiếu của các cái quốc gia khác nhau. Đây, nó gồm có năm châu lục khác nhau này. Ở Việt Nam thì nó có, à xin lỗi, ở Asia thì nó có Bangladesh này, Pakistan này, rồi Sri Lanka, rồi Việt Nam. Đây là những cái thị trường mới nổi vẫn còn đang yếu yếu. Ok. Rồi tiếp theo cũng tương tự như vậy thì mình có iShares MSCI Frontier 100 Index Fund. Thì cũng tương tự như vậy. Cái họ đầu tư, họ họ thể thiết lập các cái danh mục, các cái gì nhỉ? Các cái chứng khoán thì cũng tương tự như vậy, nhưng cái quỹ này thì nó chỉ có 7 cái chứng khoán thôi, khá là ít, tức là cái độ phân tán của nó cũng sẽ thấp hơn. Đó. Rồi, thế thì tạm dừng ở đây đã, thì chúng ta sẽ quay sang, chúng ta thử search ở trên mạng xem là các cái quỹ này như thế nào. Chúng ta sẽ có thể search cái quỹ hai quỹ đầu tiên nhé, là FTSE và VNM. Đấy, các bạn sẽ thường thôi. Đây là cái ảnh à. Alo, các bạn đã nhìn đến màn hình của cô chưa? Đang ạ. À. Ok, cái màn hình là đây đúng không? Cô đang search cái SSI iBot này. Ví dụ như là cả cái các cái loại đây, các cái loại chứng chỉ quỹ nhá, ví dụ như là cái quỹ ETF VNM VN30 này, các bạn nhìn thấy không? Đấy, các bạn có thể bấm vào đây thì cái đấy nó cũng như được giao dịch ở trên thị trường giống y hệt như là một cái chứng khoán thông thường thôi. Bạn thích thì bạn mua chứng khoán của công ty đấy. Cái dòng trên cùng của cô là một cái quỹ ETF nhé các bạn nhé, cái quỹ VN30. VN30 đây là nó giao dịch dựa trên cái VN30 này, VN30 phía trên này, các bạn đang nhìn thấy cô trỏ trỏ là VN30. Nó giao dịch luôn trên cái VN30 này thôi, nó khỏi phải là xây dựng một cái danh mục riêng. Thì ví dụ như là cái chứng chỉ quỹ này là đang được buôn bán với giá tham chiếu là 24.6.
là 24.600 một chứng chỉ quỹ. Và cái này là nó đang đỏ lừ luôn đúng không? Có nghĩa là nó đang bị giảm giá. Đấy, các bạn có thể tìm thêm một vài cái chứng chỉ quỹ khác nhỉ. Ví dụ như là ETF. Mình cần phải biết tên cái quỹ đấy. Đây mình có quỹ. Tôi sẽ search chữ quỹ. Quỹ. Quỹ có hiểu được không? Nhiều. Nó sẽ có tên không nhỉ? Không, không có tiếng Việt. Ok, tiếng Việt là hơi khó. Công ty cổ phần xi măng với chiếc quy thì có quá nhiều luôn. Bây giờ, chúng ta sẽ search ra bên ngoài. FTSE Việt Nam ETF này. Đây, ví dụ như bạn vào cái công ty Vietstock.vn này. Đây là cập nhật danh mục quý 4 của năm 2021 của quỹ FTSE. Như vậy là cái danh mục đang chốt là 28. Tức là người ta vẫn giữ 28 cái cổ phiếu đó. Nghĩa là 24 nhỉ? Nó mở rộng sang 28. Đây là cái mới, và bạn xem là những cái cổ phiếu cũ thì có còn không, ví dụ như là VIX thì vẫn còn đúng không, cái SSI trước đây không có thì bây giờ có này, Masan thì vẫn có này, nó không có cổ phiếu của Vietcombank, lúc nãy mình ngắm ở bên kia, à đây Vietcombank có, Hòa Phát còn không, HP, Hòa Phát là vẫn còn, tóm lại là nó vẫn giữ đấy, tại vì nó đều là những cái công ty lớn. Thế còn bên này là VNM là cái quỹ số 2 mà lúc nãy mình xem đó. Thì các bạn nhìn xem ở đây nó có danh mục là 31 cổ phần. Thế trong khi đó thì 31 của loại cổ phiếu, trong khi đó lúc nãy mà mình xem cái danh mục gốc của nó chỉ có 20 thôi. Như vậy là nó đã mở rộng ra rồi, thì nó có thể là đa dạng hóa đầu tư được tốt hơn đó. Thì đây danh sách các chứng khoán đang niêm yết. Đây, ví dụ bạn search cho cô là ETF FTSE Việt Nam ETF ETS mã chứng khoán. Ok. Đây nó là cái mã này. Cái mã của nó sẽ là FTSE ETF luôn. Đấy, đây thì giá trị tài sản dòng này. Đây các khoản đầu tư lớn của công ty. Và đây là website của cái công ty này luôn đúng không? Của công ty quản lý quỹ này luôn. Trích qua từ cái KPF này. Đấy. Đây là cái các khoản đầu tư của công ty này. Các bạn nhìn thấy cái tỷ lệ phần trăm này và giá trị này. Đấy, ok. Đó thì đại loại là các bạn có thể nhìn thấy các cái quỹ như vậy. Và nếu mà bạn nào quan tâm thì mình có thể về xem thêm. Đây cô sẽ xem nhé. Ví dụ như là FTSE. Bên này mình check được không? FTSE. Không thấy nhỉ? FTSE. Nó có một loạt chứng chỉ quỹ ở đây. Ví dụ quỹ đầu tư bất động sản này, quỹ đầu tư Fujima là có rất nhiều. FTS hay là không phải
nhưng mà nó không có cái này chứng tỏ là nó giao dịch ở đâu đó, hoặc là nó giao dịch ở đâu đó không phải trên sàn Thành phố Hồ Chí Minh. Cô thử qua cái sàn này coi, không có. Nhưng mà chắc là phải sàn Thành phố Hồ Chí Minh chứ nhỉ, cái lớn mà. Không có. FTSE. À, không có. Có một vài quỹ khác nhưng không có. Thời gian nó chắc chắn là phải nằm ở trong cái quỹ HOSE này, cái sàn HOSE này. Ok thì về nhà các bạn có thể tìm thêm nhé. Hiện nay thì hôm nay mình sẽ tạm dừng cái bài học ở đây. Có bạn nào có câu hỏi gì không? Không ạ. Thế thì các bạn nghỉ này. Hôm nay là ngày bao nhiêu? 20, hôm nay là thứ 22. Ok. Tuần này là tuần số 6 của các bạn. Thì hết tuần sau chúng ta vẫn còn một buổi hai kíp nữa. Sau đấy thì là các bạn sẽ có một kíp thôi. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chào các bạn. Chào cô ạ. Rồi, chào các bạn nha. Chúc các bạn là chúc mừng các bạn vì đa phần các bạn đã được điểm cao ở trong cái phần test. Chúng ta sẽ còn một bài test nữa nhé. À. Nào, bye các bạn.